Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh Nguyễn Chí Đạm ha. Hôm nay thì Kit nó mới giao qua nhớt xe số nè. Hỏm xe ga nó hết rồi, cái số mình về được. Ở mấy nhớt này bán chạy lắm ở nhà, nó rẻ anh em biết không? Tại vì mấy anh em đi mà mua nhớt mà cách cho nó ngoài trường á, nó cũng đã 120 mấy rồi, mà nhiều khi bị giả hoài anh em ha. Cái dòng này là nhớt xe số nè, xe số thì 120 ngàn, còn xe ga thì nó là 118 ngàn nha. Đó, hai cái nó sẽ khác nhau vậy. Cái dòng xe số anh em, cái dòng xe số thì nó là tổng hợp toàn phần nha. Đó, Fuseli là Ceratic nè. Đó, cái dòng này nó là cấp chất lượng SN10W40 nha. Đó, thì phù hợp với các loại xe số trên thị trường. Anh em nào xài xe số thì mình mua dòng này. 1 lít nha. 1 lít mà giá chỉ có 120 thôi, rẻ hơn cái Castrol. Anh em ra ngoài anh em mua cái chai Castrol không, có nhiều nơi bán 125, 130 chứ 101 là hầu như không thấy. Anh em mình mua toàn là 120 trở lên không á nha. Thì cái này của thằng Kit này là được cái nó hàng chính hãng anh em, không có nhái nha, của sản xuất ở Hàn Quốc nha, Made in Korea nha. Đó, đây là cái dàn xe số nè. Còn tay ga thì nó rẻ hơn, tay ga thì nó là dầu này Cotter ha. Tay ga thì nó cũng cấp chất lượng ABS nào luôn, 10W40 luôn, mà cái dòng này dòng bán tổng hợp ha, Simi nè, Simi ha, Citalix đó. Cái dòng này thì giá chỉ có 118 ngàn thôi. À, cái này nó về đủ rồi, đứt hàng cũng khá là lâu á, hỏng nó có cái chương trình gì mới chạy mà nó không có hàng với giao luôn anh em. À, kỳ này nó về đủ rồi nha, nhớt sai ga, xe số và tay ga đầy đủ ha. Đó, anh em nào mà xe tay ga thì chơi Cotter này. Anh em biết không, tại vì mấy cái nhớt này á, anh em chạy trong mình thành phố á, ha, chạy thành phố nó thay nhớt sớm, ví dụ như là thay nhớt liên tục, mua cái dòng này nó rẻ nha. Nhiều đi đường thành phố người ta chạy đâu đó khoảng 1.000, 1.200 nó thay được rồi. Mấy con này xài cũng được anh em á, 1.000, 1.200 là thay số được rồi, có 100 mấy ngàn thôi nha, rẻ tiền mà. Ok, mà được sản xuất ở Hàn Quốc nữa nha, hàng chính hãng nha anh em ha, thương hiệu Kit. Đó, xe số thì 120, tay ga thì 118 ngàn ha. Đó, thì anh em đang mới về luôn ha. Đây nè, nhập hàng chính ngạch của Kit nha. Đó, như này Kit. Anh em nào biết cái thương hiệu Kit thì anh em có tham khảo ha. Có thương hiệu này có Quang Hải làm đại diện thương hiệu đó anh em. Rồi, đại diện thương hiệu ha. Nói chung là ok, Kit ok đó. À, mỡ bò, vậy mỡ bò Kit cũng ngon luôn. Mỡ bò thì mỡ bò phù hợp với các dòng máy khoan, máy mài, máy cắt thôi. Nếu mỡ bò mềm là nó dạng như nó mềm, nó không có cứng như mấy thằng mỡ bò kia, mà cũng chịu nhiệt anh em ơi. Mà giá chỉ có 115 ngàn hũ mỡ bò thôi, rẻ lắm. Ok nha, đây là cái dòng máy mài chỉnh tóc của hãng Toto mới về thêm nha, và giá rẻ lắm anh em ơi, có 590 thôi à, 900W nha, đĩa 100 có M10 luôn. Đó, con này mà giá có 590 thôi, có chỉnh tóc nữa nha. Đây nè, có nấm chỉnh tóc phía sau nè, máy nó thon gọn lắm, đẹp lắm. Nè, ở đây cái kho mình mới về, mình không có cắm điện, giới thiệu cho anh em thôi nha. Còn máy mài xài ngon lắm. Con này mình bán, bản thân mình không bán, chắc phải là 600-700 con ra ngoài thị trường rồi đó. Tại hỏng mình có một đợt mình về thì nhiều lắm, đợt về tới 300-400 con luôn, 400 con với lọc, đợt nó về tới 400 mấy luôn này mà. Rồi, nhớt thì anh em có nhu cầu mua liên hệ nha, hàng đang có sẵn, nhớt này bán chạy lắm. Rồi ok ha. À, con này cũng mới về, anh em hồi nãy có review rồi đó. Con này hết hàng lâu ha, máy hàng mic mini không khí. À, giá chỉ có 1.490.000 thôi nha. Nó chưa có gồm cuộn dây, anh em phải mua thêm. Mấy cái hộp nhựa này hãng nó mới vừa về thêm anh em, mới vừa về thêm mà khẩu nổi mỗi lý có 10 cái. Mỗi mã có 10 cái mỗi lý. Riêng này đại lý mình lên đơn là anh em biết cái hộp nhựa này bán dữ lắm. Mình lên đơn là mỗi mã là 50 cái mà công ty giao chỉ mỗi mã chỉ có 10 cái thôi. À, cái hộp đựng đồ nghề nè. Này là 110 ngàn, cái nhỏ là 80 ngàn. Anh em ơi, 80 ngàn cái nhỏ này. Này đựng ốc vít đầu nghề đâu nha. Mấy hàng Toto đi ra là mấy cái đứt hình đó, bán chậm liền. Toto đựng cái giá rẻ, 80 ngàn hộp nhỏ bằng 110 ngàn hộp lớn. Mà chỉ tiêu của đại lý bèo lắm nha anh em ơi. Cửa hàng mình mà mỗi mã chỉ có 10 cái thôi, giá mang thì ít, về ít nữa nè. Quạt vậy ha, quạt này cũng giá cũ ha, 230 ngàn cho cái thân. Quạt này bán cũng khủng hoảng lắm nè, gần hết rồi, cũng không còn nhiều lắm. Hổng về tới bộ quạt gần hết rồi ta. Quạt này hổng về 120 cái anh em.
230.000. Thùng bỏng hơi móp nha mấy anh em ơi nha, thùng bỏng hơi móp vậy nè, trong quá trình vận chuyển về nó không có đóng mút bên trong, hơi móp nha. Đó, ok anh em ơi, cứ cần nhu quạt thì liên hệ. Tô tàu thì có cái máy bắn vít anh em, có 1.8 triệu mà rẻ thiệt, một máy 2 pin 1 sạc luôn nha, một máy 2 pin 1 sạc luôn, giá có 1.8 triệu thôi. Đó, pin 2V 2A, máy bắn vít và bu lông nha. Ủa quên, máy bu lông với lộn, này mới lộn, phải bắn vít. Vít nó cũng có một con 1.8 triệu nữa nha. Nó hai dòng. Dòng bắn vít và dòng bắn bu lông nha, 1.8 triệu. Nó hai pin bộ nha, dòng bu lông nha anh em ơi. 300 N nha. Phù hợp với các xe máy này nọ đó anh em ha. Đó, giá có 1.8 triệu rẻ quá trời. Nó có bu lông nữa. Nha, này bu lông có một con bắn vít nữa, bắn vít để đâu rồi? Nó trang thôi, khác nhau cái đầu. Và khi này nó về luôn cả cái máy mà bu lông mà nó có luôn đầu vít luôn. Mà nó lực xoắn 220 N thôi. À, nó được này mất cái kia, mất được cái kia mất cái nọ, ngộ. Có nghĩa là cái máy đó là chuyên vít thì nó thêm cái đầu bu lông thôi, chuyên vít thì 220 N ở bên. À, đúng rồi, 220 N là mạnh rồi đó. Nha, mà qua bu lông thì nó hơi yếu. Đó. Rồi con này con bắn vít nè, bắn vít 12V 1.120.000. Rồi thôi ok vậy anh em ha, chủ yếu là mấy cái nhớt thôi. Anh em nào có nhu cầu mua liên hệ. Cảm ơn ha, xin chào, hẹn gặp lại.